Nếu như anh đang khoan tưởng mà bố anh bảo khoan thì anh nên tiếp tục hay dừng lại? Tại sao thứ bảy lại rất gần chủ nhật mà chủ nhật lại rất xa thứ bảy? Nếu cục xà phòng rơi vào phần đông thì cục xà phòng bị nhiễm khuẩn hay phần đông được sát khuẩn? Nếu tỏ tình crush, em có chịu làm người yêu anh không? À crush nói chịu thì là chịu hay là chịu?